Minh Toàn xin mến chào các bạn. Bây giờ Minh Toàn đang ở trong Hạ Long Park và Minh Toàn thấy một cái trò chơi đó là tàu cao tốc. Và hôm nay Minh Toàn sẽ thử một cái cảm giác và cũng mời các bạn luôn là chúng ta thử một cái cảm giác là chúng ta lên cái tàu cao tốc này xem cái trò chơi của nó như thế nào nhé. Bây giờ xin mời các bạn lên cùng Minh Toàn, chúng ta hãy lên thử cái cảm giác của tàu cao tốc. Đây là cái tàu cao tốc. Bạn này nhỏ quá hay sao? À, đo chiều cao. Đấy, bác này bác cũng chơi. Bác chơi bác không sợ à bác? Không sợ à? Không, cho túi lên làm gì? Ừ. Tí nữa để ở bên cạnh kia. Cháu tí cháu ngồi ghế đầu. Ôi, ai cũng ngồi ghế đầu luôn. Thỏa thuận đi. Thỏa thuận gì anh đổi ngồi đầu nhá. Đấy, lại có người vào ngồi chơi như thế này. Chưa được vào ngồi đâu các bạn. Bạn này bạn toát mồ hôi này. Toát mồ hôi vì nóng hay là vì sợ đấy em? Đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 2, 10, 8 người. À, đứng ở đây được mà. À, em này là canh người đầu cái gì? Tí nữa anh nhường những người đầu. Chưa? Tí cho em người đầu, anh người thứ hai cho cũng được. Đây, mình gắn này xin đặt.
cái xích nó như này. Em có ngồi đầu hay em ngồi thứ hai? Chỗ này là hình như là dầu mỡ bị khô quá. Được rồi đấy. Đây, đây nhốt mình vào đây. Không thỏa thuận à? Đôi này không thỏa thuận gì. Nghe mệt nhỉ? Minh Toàn đang định ngồi ghế đầu nhưng có em gái em bảo cho ngồi ghế đầu đi thì Minh Toàn nhường em mới ngồi ghế đầu. Wow. Cái đấy buộc vào bên buộc thôi. Xong rồi. Có chốt đây rồi. Chốt này lên đây ngồi cũng sẵn sàng đây. Sợ không em gái? Có sợ không? Không sợ. Đã chơi ở Hạ Long chưa? Đây, lên đây và cái này thì thực sự là như Minh Toàn thấy là nếu mà chơi trò này ở Hạ Long Park thì sướng hơn là ở Tuần Châu Park. Hình như ai cũng muốn ngồi đầu hay sao. Đây, nó sẽ chạy vòng vòng vào như thế này. Ở Hạ Long Park thì cái này nó đi sâu xuống hẳn luôn. Nhưng mà đi gọi như là rơi như kiểu rơi tự do ấy. Nhưng mà ở đây thì ít hơn. Không phê bằng là ở Hạ Long. Ngồi ở đầu sướng không em? Sướng hơn không? Chơi ở Hạ Long chưa? Chưa à? Hôm nào đến Hạ Long Park mà chơi. Đấy, các bạn thấy một cái cảm giác sau khi mà các bạn thanh niên ở đây chơi. Cái kia thì... À, cái kia thì cũng ấy, ở dưới này, khu này không ấy. Đây, mình đi khu này. Ờ, có cái trò chơi này lên xuống đây nữa, nhưng mà trò này cũng không hay bằng ở Hạ Long Park. Nhưng mà trò này mình toàn không thử. Nhạc thì rất hay luôn. Nhạc ở đây thì quá là hay. Và đây là cái khu này là khu gì đây? Ồ, có em gái đây xinh đẹp nè. Wow, rất là đẹp luôn. Đây, và cái trò này cũng là một trong những cái trò chơi mà thu hút rất là nhiều bạn trẻ đến với Hạ Long Park.
quên, Tuần Châu Bắc Minh Toàn cứ nhớ nhầm, xin lỗi các bạn rất là nhiều. Em gái rất là đẹp luôn. Cái này thì bình thường thôi các bạn, trò này thì bình thường. Đấy, trò này lên xuống thì rất là bình thường. Nếu mà các bạn mà yếu tim thì cũng ta cũng không nên chơi những trò chơi mạo hiểm này các bạn nhé. Đây, và bây giờ Minh Toàn sẽ giao quanh một vòng ở cái khu vực này. Xin mời các bạn hãy cùng Minh Toàn chúng ta đi vào trong này xem có gì trong này. À, khu này là khu lái xe, lái các xe này. Chưa, từng này giờ chưa được. Đây, khu này là khu dành chơi cho trẻ con. Và trong này là có một cái khu nhà bóng ấy nữa này. Chúng ta mà đi vòng ra cái khu vực này. Khu vực này là khu vực gì nhỉ? Chắc là đây là các cái bàn mà đang chờ để vào lái cái xe này. Đây là cái khu vực dành cho trẻ em ít tuổi hơn. Đấy, dành cho trẻ em ít tuổi hơn để chơi những cái trò chơi mà nó ít mạo hiểm hơn. Đấy, khu này là những trò chơi mà ít mạo hiểm hơn, dành cho các em nhỏ, lứa tuổi nhỏ ấy. Trong này cũng khá đầy đủ trò chơi để dành cho các em nhỏ cuối tuần về đây để chơi các bạn. Đấy, 4-9 luôn. Các em nhỏ như này còn nên chơi được còn những trò chơi này, chứ còn chơi những cái trò chơi lúc này thì khá là nguy hiểm. Hoặc là ví dụ các em nhỏ chơi các trò chơi tương đương như này. Mình toàn là xin phép đi ra ngoài phía ngoài kia để toàn là nhìn cái hình ảnh, một số cái hình ảnh về cái nhà mà mình toàn cảm thấy là rất là đồ sộ. Đấy, cái nhà cao cao phía nóc số này đến các bạn. Mình toàn hãy gửi một số cái hình ảnh về cái căn nhà này. Đây, nhà mà Minh Toàn đang đi ra đấy, nhưng phải trong này đó.
chơi này thì rất là vui luôn. Em chơi trò này không? Hả? Trò này thì chỉ dành cho các bạn mới lớn tuổi thôi, mới vừa lớn xong thôi. Chứ còn nếu mà để mà thanh niên mà chơi những trò này thì cũng không hấp dẫn lắm. Đây, Minh Toàn sẽ gửi hình ảnh về căn nhà này đến cho các bạn. Và video này Minh Toàn xin phép dừng ở đây. Nếu các bạn muốn xem một số cái video về Hạ Long, thú vị về Hạ Long nói riêng và về Việt Nam nói chung, thì rất mong các bạn hãy nhấn cái nút đăng ký màu đỏ đỏ, có chữ đăng ký màu đỏ đỏ để theo dõi những video mới nhất về Hạ Long và về Việt Nam chúng ta. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.